cách nào để huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển nữ dự World Cup? Do không có bằng pro theo quy định của FIFA, huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể không được đứng vai huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự Vikika World Cup 2023. Cụ thể, theo quy định FIFA, để dẫn dắt đội bóng tham dự World Cup, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ phải có bằng pro. Tuy nhiên, theo tìm hiểu ông Chung hiện mới chỉ có bằng A. Để nhận bằng pro, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ cần phải theo khóa học kéo dài 2 năm, Thời gian này là không đủ bởi vì World Cup bóng đá nữ sẽ khởi tranh tháng 7 năm 2023. Thực tế, sau khi cùng đội tuyển bóng đá nữ giành vé giữa World Cup, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã bày tỏ nguyện vọng được nghỉ ngơi thông qua một số kênh truyền thông. Dù vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết ông Chung chưa trao đổi cụ thể với VFF vấn đề này. Lãnh đạo VFF cũng mong muốn vị cựu trưởng bộ môn bóng đá, tổng cục thể dục thể thao có thể cầm quân tại World Cup. Lý do bởi huấn luyện viên Mai Đức Chung đã gắn bó với đội tuyển bóng đá nữ thời gian dài, hiểu rõ đội đồng thời cũng đảm bảo năng lực huấn luyện. Việc tìm kiếm người mới có thể gây xáo trộn thành phần ban huấn luyện trong khi ông Chung đang nhận được sự ủng hộ của các cầu thủ. Chính vì vậy, sau khi nắm bắt vấn đề của huấn luyện viên Mai Đức Chung, VFF hiện đang tìm cách xử lý để ông Chung có thể tham dự World Cup cùng đội bóng đá nữ. Trao đổi với phóng viên tiền phong hôm qua, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết, VFF sẽ đề xuất lên AFC để xin xác nhận năng lực cho huấn luyện viên Mai Đức Chung. Trước mắt, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam. Mục tiêu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở kỳ đại hội trước. VFF và ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nữ cũng đang lên kế hoạch lấy giải đấu này làm bàn đạp để chuẩn bị lực lượng cho World Cup 2023 trong bối cảnh đội đang trải qua quá trình trẻ hóa, chuyển giao thế hệ. Quy định của FIFA như vậy nhưng theo chúng tôi tìm hiểu, huấn luyện viên nếu đã có thời gian 5 năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia, có năng lực chuyên môn được AFC xác nhận thì vẫn có khả năng tham dự World Cup. Trước mắt chúng tôi sẽ kiến nghị AFC xác nhận năng lực của huấn luyện viên Mai Đức Chung, sau đó tùy tình hình, VFF sẽ có phương án giải quyết, ông Lê Hoài Anh cho biết. Theo TTK Lê Hoài Anh, khả năng AFC và FIFA bật đèn xanh cho huấn luyện viên Mai Đức Chung là khá cao. Bản thân huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết Ông có bằng cấp tương đương bằng Pro, giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 cũng có ý nghĩa như vòng loại World Cup và thực tế ông vẫn được BTC chấp thuận tham dự giải. Nếu FIFA không chấp nhận, huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn có cơ hội dự World Cup với vai trò cố vấn kỹ thuật đội bóng. Khi đó, ông Chung cần một đối tác trong ban huấn luyện để giữ vai huấn luyện viên trưởng. Huấn luyện viên Mai Đức Chung từng đưa ra khả năng này khi từ Ấn Độ trở về Việt Nam. Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, VFF hiện không có kế hoạch tìm huấn luyện viên ngoại cho đội tuyển bóng đá nữ. Ưu tiên của VFF vẫn là huấn luyện viên nội. Trong số các huấn luyện viên nội có đầy đủ bằng cấp, năng lực chuyên môn thực tế hiện nay, một trong những ứng viên lớn nhất là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Ông Tuấn từng đưa đội tuyển U19 Việt Nam đoạt vé dự Vikika U20 Thế giới diễn ra tại Hàn Quốc hồi năm 2017. Nhiều tuyển thủ quốc gia hiện nay đều từng kinh qua sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn như Quang Hải, Hà Đức Chinh sau khi thua hợp đồng với vff huấn luyện viên hoàng anh tuấn hiện đang làm việc cho câu lạc bộ bóng đá phù đổng